Hello, xin chào tất cả cô chú và chị em ha. Hôm nay em quay lại cái vườn mai em báo lại cái mã số ha. Bữa giờ cũng bán nhiều quá rồi, bây giờ em cập nhật lại mã số mới ha. Em coi cái mồi cũ nè. Mấy cây này là giống nu xù đầu còn nha anh em. Cây là mã số 1. Cây này tàn đều. Xù nè, xù lên rất là nhiều ha, này có củ luôn ha, này củ môi lai rồi nè, này rất là đẹp ha anh em, này mã số 1, cây này mã số 2 ha anh em, cây này mã số 2, xù nè, với cọng ở chân nè, này chi tàn lực, đều, có củ luôn. Là mã số 2. Cây này mã số 3. Cây này mã số 3. Cây này xù rất là nhiều nè. Chi tàn đều ha. Cây này em mua tới đây là cũ nó còn vẫn lai vậy ha. Nó vừa đậu xù nè. Cây này mã số 3. Mấy cái này lấy về trồng đẹp lắm. Cây này mã số 4. Cây này mã số 4 ha anh em. Lên xù mọi nắp luôn nè. Cây này mã số 4. Tất cả đều nó nu ra hết, chi tàn đều. Quay cái lô này là chi tàn đều hết ha. Cây này mã số 4. Cây này mã số 5. Tất cả cây đều có cũ hết ha anh em. Nó nâu nè. Mọi nách lá đều nâu hết nè. Nó nâu hết. Cái này tặng đều, cái này mã số 5. Cái này mã số thứ 6. Cái này có cũ hết rồi. Mấy cái này nè anh em. Hình nữa nó bung xù rồi đây nè. Nè. Này mã số thứ 6. Cái này mã số thứ 7. Cái này mã số thứ 7 nha nè. Chỉ toàn đều hết. Cái này mã số thứ 7. Đang coi đầu xù nữa. Chỉ toàn đều. Cái này mã số thứ 8. Nu quá trời nu. Cái này mã số thứ 9. Cũ nè anh em. Cái này mã số thứ 9. Chi tàn đều ha. Cây này mã số 10. Cây này mã số 10 ha anh em. Cây này mã số 10. Cây này mã số 11. Mã số 11 nè anh em. Dễ treo đều nè, dưới cũ nè.
đó gì ổng ngồi đó luôn không ổng lên này mã số 11. Cái này mã số 12. Mấy cây nào mà anh em không lựa nè. Nó nu rồi. Nâu mỏi nhánh luôn à. Cái này mã số 13. Cái này mã số 13. Nâu à. Cây này mã số 14. Cây này mới moi cái cũ quá trời này. Cũ nè. Rồi hết nè. Cây này mã số 14. Cây này mã số 15. Quá trời cục nè. Lên nuôi hết. Mã số 15. Cái này mã số 16 nha anh em. Quá trời cái bề đế nè. Lắc vòng quanh đây luôn. Mã số 15. Bể sụ hết chân. Mấy cây này đẹp quá anh em ơi. Cây này mã số 16 anh em. Vô lô trong đây là lô mai cây lớn nha. Này mã số 16. Tàn lớn. Bộ đế cũ nè anh em. Này mã số 16. Bể sâu hết chân à. Cái này chơi đế. Chứ cũ rồi nè, cái tàn, sầu nó đang nhóm lên. Cái này tàn đều. Cái này báo cho anh em là mã số 16 ha. Cái này mã số 16. Cây này mã số 17 anh em. Cây này mã số 17. Nguyên bể đế nè. Còn sâu lắm, em không có moi hết. Đun cứ gắt anh em. Cây này mã số 17. Nhấm sù hết. Đây chỉ tàn đều. Cái này mã số 17. Này em coi đầu sù nè. Cây này mã số 17. Cây này mã số 18. Nói chung trong lô này là chỉ tàn đều hết. Trong đây là em lựa. Cái này mã số 18. Sù nè em. Cái này chưa mồi. Chưa mồi cũ. Cái này mã số 18. Xin cành đều. Cái này mã số 19. Cái này là số 19 hay nè. Cái này là dễ đều lắm nè. Bốn mặt luôn. Cái này mã số 19. Chi tàn quá trời đều luôn. Này đang buông sù rồi. Này mà số 19 chỉ tàn đều rồi. Mấy cái này là tàn lớn đều quá hết anh em. Cây này mã số 20. Anh em coi mấy cái cũ nè. Nguyên mình chặt bộ đế rồi nè. Cây này mã số 20 nha anh em. Chỉ tàn quá trời đều. Cái cũ này thì thôi luôn rồi. Lên sổ hết.
Nói chung chúng ta em lựa hết nè. Số, số 20. Cây này mã số 21 nha nè. Chi tràng của nó xè ra quá trời luôn. Này mã số 21. Nguyên cái bể đế cũ dưới nè. Em không mua hết. Này mã số 21. Có mình anh quay hơi khó, anh em thông cảm nha. Cây này mã số 22. Anh em coi cái cũ nè. Cái cũ này nè. Đã 28 đâu lên. Cây này mã số 22 anh em. Chỉ tăng đều. Cây này mã số 23. Anh em coi cái cũ nè. Lên xù hết nha anh em. Này mã số 23. Cây bên đây là mã số 24. Nói chung là lô này chỉ bằng đều hết. Anh em coi nè. Mấy cây này lên sụp hết nè. Được cái thân tàn nữa. Cây này mã số 25 hết nè. Có cây này cũng quấn nè. Cũng quấn thì quá trời cũng nè. Mã số 25. Củ quấn. Xù thì lên nhiều lắm rồi. Cây này mã số 26. Em xem cái củ nè. Xù lên nè. Em xem cái củ này thấy phê chưa. Sầu thì quá trời luôn. Cây này mã số 27 anh em. Tàn quá trời luôn. Nói chung cẩu là em không có moi ha. Nguyên cái cục sầu này là đủ tiền rồi. Thấy không? Nung ra nè. Nguyên cái cục này rất là đã nha nè. Anh thấy cục. Tàn chi tàn quá đều luôn. Cái này mã số 28. Em gọi ổ xù nữa. Cái này mã số 28.